vấn đề làm từ thiện gần đây được dư luận quan tâm khi có nhiều người lợi dụng hoạt động ý nghĩa và nhân đạo này để nổi tiếng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, vẫn cố gắng dùng cái tâm, tấm lòng để mang cái đẹp đến cho đời, san sẻ với những người khó khăn. Mới đây, một TikToker đã gây ấn tượng khi người xem bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm. Anh chàng ghi điểm hơn khi thực hiện series Sài Gòn Ăn Sáng Chưa về nội dung mua những suất ăn sáng để tặng cho các cô chú lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ chú bán vé số, cô lao động quét rác, chú xích lô, chú lái xe, cụ bà khiếm khuyết, tất cả đều được anh chàng này tặng các suất ăn nóng hổi, đầy ắp yêu thương để có đủ sức khỏe bắt đầu một ngày làm việc. Trong đoạn clip mới nhất, anh chàng TikToker này đã mua bánh ướt tặng cho cô chú lao động nghèo. Khi đến cửa hàng bánh ướt, anh vô cùng lễ phép hỏi cô chú tiệm xem còn bao nhiêu suất thì sẽ mua hết. Vì hôm nay ế nên cô chủ tiệm bánh ướt lại còn khá nhiều. Do vậy cô không khỏi ngạc nhiên khi biết chàng trai trẻ này mua hết tất cả cho mình. Khi biết được ý định đi làm từ thiện của chàng thanh niên trẻ, cô gật gù và nở nụ cười tươi rồi nói: làm từ thiện hả? Vậy thay vì cái bánh bán 25.000 thì cô làm hết cho con 20.000 thôi được không? Được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, không có sao hết. Thấy cô bán hàng nhiệt tình như vậy, anh chàng cũng rất vui đáp rằng: vậy cũng được ạ. Cô một chút, con một chút cho vui, con mua hết để cô về luôn. Dù bán rẻ hơn 5.000 so với bình thường nhưng không vì thế mà cô làm ít hay vơi đi. Tất cả các nguyên liệu, các suất ăn được vô cùng đầy đủ, đầy ắp chả, xúc xích, rau dưa, bởi cô nói rằng cô ít lòng nhiều, cho nhiều người để người ta ăn no. Ngay sau khi tạm biệt cô bán bánh ướt tốt bụng, TikToker này đã đi khắp các ngõ trao tận tay những phần ăn nóng hổi này cho cô chú lao động nghèo. Khi nhận món quà đặc biệt này, ai cũng vui mừng, cảm động rồi cảm ơn hành động ý nghĩa này của anh chàng. Cũng có những cô chú đang sáng rồi, họ không hề có chút tư lợi cá nhân nào mà cảm ơn rồi từ chối chàng trai để nhường suất ăn cho người khác. Đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó càng thắp sáng lên tinh thần dân tộc, tinh thần tương ái đoàn kết cộng đồng, lá lành đùm rách rách của người Việt Nam. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ mạng xã hội nhận lời khen của rất nhiều người, đa phần ai cảm thấy việc này của anh chàng mang đến giá trị lớn cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.